Ngôi nhà ngập tràn tình yêu thương. Ba chị em tụi con phụ trách nấu bếp, nội chỉ được làm cố vấn thôi. Hả? Dạ, vậy hả? Đúng rồi. Ý trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, con bà dặn lưỡi. Nè, 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 không phải vậy đâu. Nè, để nội dạy con. Đó, như vậy nè. Là chị mà. Trời ơi. Chị hai. Hết hồn luôn. Để em kể một câu chuyện. Đảm bảo sau khi nghe xong chút nữa, mọi người sẽ không dám đi toilet luôn đó. Đợi một chút, bà đi toilet trước đã hả? Ba! Chị hai với em an ủi em kiểu gì vậy? Không phải là nói đáng thương sao? Đáng thương. Trên khăn giấy dính đầy bánh xét kìa. Đón xem Ngọt Ngào Tình Cha 11:35 các ngày trong tuần trên kênh TTV. Khi bí mật dần bị hé lộ, nhưng em cũng không muốn kết thúc trong tệ hại. Dễ dàng như vậy sao? Không, không dễ chút nào. Nhưng chuyện này sẽ chỉ khiến chúng ta phát điên lên. Đừng nói là anh họ tôi và cô đã thừa nhận mọi chuyện rồi đấy. Lo chuyện của mình đi. Một gói hàng. Đúng, là một cái váy từ cửa hàng Baltic. Bà muốn tôi gửi nó đến đâu ạ? Nó gửi đến ngay sau khi bà làm thủ tục trả phòng. Thủ tục trả phòng? Rõ ràng là anh ta đi với cô gái khác. Tôi thậm chí còn không gọi điện. Anh ấy không định nói dối tôi. Anh ta ngủ với gái, Carolina. Raquel biết chuyện chuyến đi Madelata rồi. Cô ấy đang ở ngoài. Họ có thể che giấu được người thân. Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Vén Màn Quá Khứ, phát sóng lúc 17:30 trên kênh TTV. Ba cô gái đều mất đi người yêu thương nhất trong một ngày. Arum ơi, mẹ về rồi, còn mau mở mắt ra nhìn mẹ đi. Ai đó giúp tôi với, ngoài đó có ai không? Trong này có người đang nguy kịch lắm. Những con người tổn thương. Giữa 4 xe và xe taxi chạy quá tốc độ. Và lại bây giờ, người lái xe đó chết rồi. Tôi rất sợ khi phải sống cuộc sống không có mẹ bên cạnh. Làm sao mà tôi sống một mình được chứ? Ba mẹ tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Rồi chồng tôi cũng mất. Có lẽ tôi chính là sao chổi đã hại chết họ. Tại sao cuộc đời tôi lại xui xẻo như họ vậy? Họ có cùng nhau vượt qua được nỗi đau. Câu trả lời sẽ có trong bộ phim mới Khi Chị Em Trả Thù, phát sóng 20:30, bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 trên kênh TTV. Phía sau một cuộc hôn nhân hoàn mỹ. Thì nói với tôi một tiếng, tôi về nhà cha má tôi ở. Chứ ở với mình cho tôi ăn uống như vậy là coi thường tôi lắm. Thịt gì mà dai quá vậy? Mình ăn luôn đi. Nhà gì mà cơm thì hôi cám, nước thì hôi phèn, mùng mện thì hôi mốc. Cha má của mình ở được cũng hay thiệt đó. Hồi nào giờ con biết nhà của chồng không có bằng nhà của mình, nhưng mà con không ngờ nó lại như vậy. Ở đó không có món nào có ăn được hết. Ủa, có việc gì quan trọng mà phải đích thân bà lo liệu vậy? Tôi đang tìm chỗ mai mối cưới vợ cho thằng A Thái. Cha chả, cậu A Thái lấy vợ sao? Đón xem Duyên Đình Kim Tiền 21:35 thứ hai đến thứ bảy trong tuần trên TTV. Cậu A Thái đã có vợ rồi mà.